Xin chào quý anh chị nhà đầu tư đang theo dõi kênh YouTube Real Robots. Hôm nay Vũ xin được giới thiệu đến quý anh chị một bất động sản là một tòa nhà văn phòng tọa lạc tại số 467 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh. Các video giới thiệu về bất động sản của Vũ chú trọng quay quanh 3 nội dung chính. Thứ nhất là giới thiệu về vị trí của tòa nhà, thông tin, kết cấu. Thứ hai, Vũ sẽ đánh giá xoay quanh cơ hội đầu tư, giá bán và dòng lợi nhuận liên quan đến bất động sản. Thứ ba là khoảng thời gian quý anh chị nhà đầu tư có thể theo dõi tiếp thước phim với các hình ảnh đẹp, đắm mình lại, suy nghĩ và đánh giá để đưa ra các quyết định mua hoặc là so sánh giữa các tài sản tương tự. Với một video giới thiệu về bất động sản thuộc nhóm tài sản cao cấp và đắt giá, Vũ chú trọng vào các góc quay flycam từ trên cao để đánh bật được sự quy mô, tính kết nối, ảnh hưởng của tài sản đó đến với khu vực chung và dĩ nhiên sẽ mang lại nhiều cảm xúc và góc nhìn toàn diện hơn cho quý nhà đầu tư. Trước mắt quý anh chị là một tòa nhà văn phòng tên là Nice, tọa lạc tại địa chỉ 467 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh. Hiện gia chủ đang chào mức giá là 250 tỷ đồng, thương lượng thiện chí dành cho khách đặt lịch tham quan và tìm hiểu sâu về pháp lý. Về thông tin của tòa nhà thì là diện tích 10.5m x 40m, phần hậu phía sau nhỏ nhắn hơn với chiều rộng là 7m. Diện tích đất công nhận là 353m2, kết cấu bao gồm một hầm, một lửng, 8 tầng và sân thượng với tổng diện tích sàn đạt gần 2.900m2. Tòa nhà tọa lạc trên cung đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh. Tòa nhà có hướng Tây Nam với phần lề đường rộng có thể đậu được nhiều xe hơi và hướng trở đầu tốt, thuận tiện cho việc di chuyển đưa đón khách hàng. Đây là một trục đường lớn kết nối với trung tâm thành phố đi về quận 2, thành phố Thủ Đức, qua tuyến xa lộ Hà Nội tiến về các thành phố phát triển mới như thành phố mới Bình Dương, khu sân bay mới Long Thành đang xây dựng gấp rút, khu công nghệ cao tại quận 9 và các tỉnh ở phía Đông Nam Bộ. Đây là một trục đường lớn với 8 làn xe với phần lộ giới mỗi bên hơn 40m, khu vực quy hoạch được xây cao tầng từ 20 cho tới 30 tầng và còn nhiều khu đất đang được chờ sẵn, hứa hẹn một trục đường và là nhiều cao ốc văn phòng, khu căn hộ cao cấp lớn nhất tại quận Bình Thạnh cũng như tại Sài Gòn. Hiện gia chủ đang chào mức giá là 250 tỷ đồng, thương lượng thiện chí dành cho khách đặt lịch tham quan và gửi thư đề nghị mua. Về thông tin đầu tư, hiện tại tòa nhà đang có hợp đồng thuê đang được gia hạn từ ngày 4 tháng 12 2023 đến hết ngày 3 tháng 12 2033, thời hạn 10 năm. Về giá trị hợp đồng thuê hàng tháng đang được gia chủ bảo mật. Tuy nhiên về mức giá thuê trung bình thì kinh doanh tòa nhà Nice đạt tầm khoảng 24 USD một mét vuông đã bao gồm phí quản lý và thuế VAT. Tổng diện tích sàn đạt 2.900m2, suy ra diện tích khai thác đạt tầm 2.001 cho tới 2.002m2 efficiency. Tuy nhiên chúng ta có một khoản doanh thu suy tính ra đâu đó khoảng 1.3 tỷ một tháng so với giá bán 250 tỷ thì sẽ mang lại tỷ suất hoàn vốn đạt trên 6% mỗi năm. Đứng ở vai trò là nhà đầu tư và khai thác tài sản, dựa trên dòng tỷ suất hoàn vốn ROI là 6%, thì có lẽ đây là một tỷ suất tốt, cuốn hút được nhiều nhà đầu tư phải suy ngẫm. Sau đây, Vũ xin mời quý anh chị tiếp tục theo dõi những hình ảnh đẹp của tòa nhà. Sự trực quan về tính kết nối, sự ảnh hưởng trong khu vực xung quanh để đưa ra những quyết định sáng suốt nhất. Để có thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ hotline của công ty Skygo theo số điện thoại 0988 196819 để đặt lịch tham quan tòa nhà và nhận các thông tin pháp lý chuẩn xác nhất. Nếu như quý anh chị thấy đây là một video hay, xin vui lòng khích lệ cho đội ngũ Sales Marketing một like, đồng thời bấm vào nút theo dõi kênh để tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất về các tòa nhà tương tự trong khu vực. Vũ xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong video sau.